Kênh YouTube Mèo Vặt và Thủ Thuật xin được kính chào tất cả quý vị và các bạn. Nếu như quý vị và các bạn muốn ghép những bức ảnh của mình thành một cái video mà không biết ghép làm sao cho nó đẹp thì video này mình sẽ chỉ cho các bạn một cái ứng dụng có thể ghép tất cả những bức ảnh của mình thành một cái video và có thể thêm nhạc, thêm hiệu ứng, chuyển cảnh 3D cực kỳ là đẹp. Và cách làm thì rất là đơn giản. Và cái ứng dụng mình muốn chia sẻ cho các bạn chính là ứng dụng này, Photo. Các bạn có thể vào cửa hàng chúng ta tìm, hoặc link mình để ở phần dưới mô tả nhé. Vào CH Play ta chỉ tìm từ khóa trình tạo video và ta tìm là ra. Đó, thì đây chính là cái ứng dụng đó. Đây, chúng ta nhấn vào đây. Trình tạo video chính là cái ứng dụng này. Rồi bây giờ mình đã tải sẵn, bây giờ ta mở lên để ta vào ghép ảnh này. Ta nhấn vào. Rồi, do cái ứng dụng này nó ở trên CH Play cho nên nó có những cái quảng cáo này, chúng ta dùng miễn phí chúng ta phải chấp nhận nhá. Bây giờ ta nhấn này, bỏ qua đây. Rồi tiếp theo, để ghép những bức ảnh của mình thành video, ta nhìn thấy chữ tạo video đây. Chúng ta nhấn vào đây. Tiếp theo là ta sẽ chọn tới những cái bức ảnh của chúng ta để chúng ta ghép. Ví dụ mình sẽ nhấn vào Zalo này để mình ghép những bức ảnh của mình nhé. Cái ứng dụng này nó ghép được những cái video với tỷ lệ 1:1, tỷ lệ vuông nhá. Bây giờ ta sẽ chọn những bức ảnh vuông thì nó sẽ đẹp hơn. À, bức ảnh vuông. Đó, thì ví dụ mình sẽ ghép một số bức ảnh như thế này. Ta có thể chọn được 100 bức ảnh luôn. Rồi khi chúng ta đã chọn xong, ta nhấn vào cái dấu V này. Ấn dấu V này nhá. Tiếp theo là ta nhấn tiếp dấu V. Đó, ok. Bây giờ nó sẽ tự động nó chạy này. Đó, hiệu ứng cũng rất là đẹp và ta không cần phải làm gì hết. Tiếp theo ta có thể nhấn vào chỗ chuyển cảnh này. Ta có thể chọn cho nó cái hiệu ứng chuyển cảnh khác. Ta có thể ấn vào đây cho nó thay đổi tất cả những cái hiệu ứng này đi. Những cái hiệu ứng này nó sẽ tự động, nó xáo trộn, nó thay đổi. Rất là đẹp và ta không cần phải làm gì hết. Đây là phần chuyển cảnh, không nói nữa. Rồi chúng ta sẽ nhấn vào phần thời gian này. Thời gian có nghĩa là một bức ảnh nó hiển thị bao nhiêu. Thì chúng ta sẽ nhấn vào, ví dụ như là 3 giây, 4 giây, 5 giây, hoặc 6 giây. Ta nhấn vào. Rồi ta ấn vào dấu V này. Đó là những bức ảnh này nó sẽ hiển thị từng ấy giây, nó mới chuyển sang bức ảnh khác. Rồi tiếp theo nữa là ta có thể thêm chủ đề này. Ta nhấn vào chủ đề này. Trên đây nó có rất nhiều những cái chủ đề để chúng ta ghép. Ví dụ như là phổ biến này, tình yêu này. Chúng ta có thể chọn một cái hiệu ứng gì đó để chúng ta ghép lên. Nó có rất nhiều. Hoặc là ta sẽ chọn một cái hiệu ứng có những cánh hoa rơi này, hoa bay này. Rồi tiếp theo, nó còn rất nhiều nữa, chúng ta thấy cái nào đẹp thì chúng ta nhấn vào ta chọn nhé. Đây, ví dụ cái này, nhấn vào và chờ nó load lên. Thiên nhiên, tình yêu. Đó, ví dụ thiên nhiên thì nó có những cái hiệu ứng tuyết rơi này, mưa rơi này, bong bóng này, lá cây này. Rồi các cái con bướm bay này. Nó cũng khá là đẹp luôn. Rồi đấy là phần hiệu ứng. Về phần chủ đề. Còn âm thanh. Thì chúng ta có thể thêm cái âm thanh trên điện thoại của chúng ta vào nhé. Chúng ta nhấn vào âm thanh này. Rồi ta ấn vào thay đổi.
những là dòng thay đổi này. Như trên điện thoại của chúng ta có cái bài nhạc nào nó sẽ hiện hết ở đây. Đây mình có mỗi một bài này. Bây giờ mình sẽ ghép bài này vào này. Rồi ta ấn OK. Và chờ nó load. Chờ một lát là nó sẽ load vào được. OK, như vậy là ta đã load được nhạc vào. Đó, đã có một cái bài nhạc này. OK, để chọn xong ta nhấn vào dấu V này, ta nhấn vào dấu V để ta chọn. Như vậy là xong, đã có nhạc nhá. Thế còn phần khung video, đây nó có phần khung video, ta nhấn vào. Nó có rất nhiều cái khung để ta lựa chọn. Đó, đây cái khung đây. Chúng ta thích cái khung nào thì chúng ta chỉ việc nhấn vào. Ví dụ cái khung này, nhấn vào này. Đó, và khá nhiều cái khung đẹp. Theo sở thích của mỗi người, chúng ta thấy cái nào đẹp thì chúng ta chọn nhá. Đó, ví dụ như này. Khi chọn xong ta lại ấn vào dấu V này. Rồi tiếp theo nữa là cái phần thêm chữ. Đây chúng ta nhìn thấy phần chữ đây. Ta muốn viết chữ ta nhấn vào đây. Và ta viết. Ví dụ mình sẽ viết một cái chữ như này, mẹo vặt thủ thuật chẳng hạn. Ta ấn OK này. Đây là phần màu chữ này. Ta nhấn vào màu chữ. Ví dụ ta thích màu gì ta kéo cái thanh này. Và đây nó có cái chấm tròn này, ta kéo lên đây thì nó ra cái màu đó. OK. Chọn này. Đó, ra cái màu vàng. Và đây là cái phông chữ của nó. Ta thích cái phông chữ kiểu chữ nào ta nhấn vào. OK. Đó, khá là đẹp. Ví dụ mình sẽ đặt vào góc này. Và trên đây là các cái kiểu hiển thị của chữ. Đây, ví dụ ta chọn cái kiểu này. Đó, nó lần lượt từng chữ một. Nó hiển thị này. Hoặc cái này, đó, nó lật từ dưới lật lên này. Hoặc cái này, đó, nó chạy từ ngoài vào. Đó, các cái kiểu hiển thị này nó cũng khá là đẹp luôn. Đó, khi chúng ta đã chọn được rồi thì ta nhấn dấu V. Rồi, như vậy là xong. Rồi bây giờ ta có thể xem trước. OK, đã xong này. Bây giờ ta sẽ mở lên ta xem. Rồi khi chúng ta đã chỉnh xong rồi, thấy đẹp rồi, chúng ta lưu lại nhé. Chúng ta nhìn thấy cái mũi tên màu đỏ đây, ta nhấn vào. Và ta có thể lưu ở chất lượng 1080 cho nét, ta nhấn vào đây. Và ta ấn lưu. Rồi OK, chờ cho cái này quay đủ 100% nhá. Là ta đã được một cái video. Cái ứng dụng này tạo video từ bức ảnh cũng khá là đẹp. Đó thì các bạn muốn ghép video từ những bức ảnh của mình thì các bạn hãy tải ứng dụng này về và chúng ta có thể ghép. Chúng ta có thể vào CH Play để chúng ta tải nhá. Hoặc ta nhấn vào link bên dưới phần mô tả của video. Cũng là link trên CH Play. Mình chưa tìm được cái bản Pro cho nên là khi dùng cái ứng dụng này, chúng ta phải xem quảng cáo. Cũng hơi khó chịu, thế nhưng mà chúng ta dùng miễn phí thì chúng ta phải chấp nhận. Đó là video chia sẻ của mình xin được dừng tại đây. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.